Cài đặt tính năng phím cạnh trên Galaxy Fold. Vuốt từ thanh trạng thái xuống. Nhấn biểu tượng nguồn. Chọn cài đặt phím cạnh. Thiết lập lệnh nhấn 2 lần liên tiếp để mở nhanh camera, Bixby hoặc ứng dụng khác. Chọn nhấn và giữ để thiết lập tính năng đánh thức Bixby hoặc mở menu nguồn.